Một công nghệ làm đẹp mới đang được quan tâm, đó là phương pháp điều chỉnh khuôn mặt không cần phẫu thuật, phương pháp UltraVLIF. Điều chỉnh khuôn mặt bằng chỉ UltraVLIF có chi phí thấp hơn, hợp lý so với căng da mặt bằng chỉ vàng. Hiệu quả phương pháp này đã dần chiếm được sự lựa chọn quan tâm của phái đẹp. Công nghệ chỉ UltraVLIF là công nghệ định hình khuôn mặt không cần phẫu thuật, giúp nâng mũi, làm thon gọn mặt má bầu, tạo cằm V-line. Phương pháp này được Demaster Việt Nam cung cấp với các công nghệ hiện đại để cho ra đời những liệu trình điều trị độc quyền phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường. Hiện thương hiệu thẩm mỹ toàn cầu Demaster đã có mặt và được tin tưởng ở nhiều quốc gia trên thế giới.